Vâng, xin chào các bác. Tiếp tục em lên cho các bác cái dòng loa phải nói là siêu chất. Con này thì nó là con 11EXT các bác nhá. Cầu loa là cầu bắp chuối và cái nhựa của nó bên trong bọc cái cầu bắp chuối nó là cực kỳ cao cấp luôn. Nó vừa mang tính thẩm mỹ mà vừa rất là chắc chắn luôn các bạn. Đó, thì con này công suất của nó là 80W các bác nhé. Công suất 80 và trở khá là 6 ohm. Đây, các bạn nhìn thiết kế ngầu chưa? Con này thì hàng VIP mà các bạn. Thiết kế cực kỳ phê luôn các bạn. Nhìn cách thiết kế. Và các bác về các bác bê con loa này các bác sẽ thấy kinh khủng luôn. Nó lặng dã man các bạn. Nó lặng lặng kinh hồn luôn. Con này nếu mà tính ra nhá, so với cả những cái dòng loa mà cùng như con này thì con này nó phải lặng gấp đôi các cái dòng loa khác các bạn. Đấy. Tép của nó là dòng chép đo múi khế rồi. Bát đây. Siêu chất luôn. Nó gân của nó là dòng gân gân này nó là gân vải nhưng nó là gân xếp coi nhá. Thế nên là cái chất âm của nó cực phê. Thông hơi các bạn này, thông hơi phía dưới đáy gầm. Cách thiết kế thông hơi như này thì nó giúp cho cái con bát nó sẽ có cái độ trầm, độ ấm, nghe rất là sướng. Ê căng thì về đầy đủ hai chiếc cho các bác. Đây. Đấy, hai chiếc căng. Đấy. Hàng bãi thì nói chung là nó không thể tránh khỏi được cái chuyện nó bụi bặm một tí các bác nhá. Nó không thể tránh được hay là nó hơi sơ sát nhẹ một xíu thì nó không tránh được. Con này đây các bác nhìn này, ốc của nó này, toàn bộ là ốc lục giác hết này. Đây này. Đấy, lục giác này. Về kích thước của vỏ em đo cho các bác nhá. Con này bác nào mà sở hữu được con này cực kỳ chất luôn. Công suất của nó rất là cao luôn. Con này cao của nó là 26.5 này. Rộng của nó là 16 này. Và chiều sâu của nó là 26. Các bác nhá, tính ở căng của nó khoảng 26. Đấy. Tức là cái phần hậu của nó và cái phần chiều cao bằng nhau thì những con nào mà hậu cao và chiều sâu nó bằng nhau thì chiều cao và cái phần hậu của nó bằng nhau thì nó sẽ tạo ra cái chất âm cực kỳ ấm luôn. Đấy. Đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì cứ alo cho em qua số điện thoại là 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Con này phải nói là hàng siêu VIP luôn. Bác nào mà chốt được con này nghe nó mới đã đời các bạn. Chất bát của nó đánh kinh khủng luôn các bạn. Đầm dã man. Rồi, đấy bác nào mà chốt thì alo em nhá. Em xin chào và kết thúc video ra đây nhá. Đấy. Ok chị ạ, quá là phê luôn đúng không ạ? Này. Thực tế thì nói thật các bác con này bình thường ấy, con này thì gần như các bác không bao giờ mua loa rời. Bởi vì sao? Bởi vì cái dòng này nó là dòng cao cấp, nó sẽ về theo bộ của nó. Nhưng tuy nhiên thì ở đây nhà em lại về được một cái cặp này mà rất là nhiều bác hỏi rồi, mà lâu lắm thì hôm nay hàng nó lại về. Đấy. Nếu bác nào mà chốt nhanh tay alo luôn cho em thì sở hữu ngay được cặp này nhá. Hiện tại thì cả cửa hàng thì có đúng một cặp này duy nhất thôi. Thế nên là bác nào mà gọi muộn thì em xin lỗi là không có hàng đâu. Đấy. Và những cái dòng này thì rất ít khi nó về các bác nhá, rất ít khi nó về. Còn nó về thì nó về theo bộ và không ai người ta bán lẻ cả. Còn ở đây thì con này nó lại về lẻ, thế nên là em bán luôn. Đó. Có phải lâu lâu mới có cặp lẻ như này. Nếu thì bác nào mà chốt thì alo em nhá. Em xin chào và kết thúc video tới đây nhá.